Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Con đường sức khỏe. Xin được kính chào bác sĩ Vũ Toàn Mạnh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bác sĩ, có thể nói là căn bệnh viêm tai giữa cấp là căn bệnh khá là phổ biến ở trẻ em hiện nay, và căn bệnh này thì có thể chữa trị được khỏi trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều bậc phụ huynh không quan tâm đến vấn đề này và để xảy ra rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì đâu là nguyên nhân của vấn đề này và làm như thế nào để có thể có những phương pháp để phòng ngừa và điều trị? Thì đó cũng chính là chủ đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tuy nhiên trước tiên thì xin mời bác sĩ Toàn Mạnh cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Viêm tai giữa cấp là tình trạng tai giữa bị nhiễm trùng, thường gặp ở trẻ nhỏ từ 6 tháng tới 3 tuổi. Trẻ thường mắc viêm tai giữa do viêm VA lan vào vòi nhĩ, làm cho vòi nhĩ bị viêm và tắc lại. Ở trẻ em, vòi nhĩ ngắn hơn, khẩu kính lớn hơn ở người lớn, nên vi khuẩn và các chất xuất tiết ở mũi họng rất dễ lan lên tai giữa. Viêm tai giữa cấp ở trẻ, nếu không được điều trị kịp thời và dứt điểm, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như thủng màng nhĩ, liệt mặt, viêm tai xương trũn, ảnh hưởng đến khả năng nghe, nói, thậm chí là viêm màng não, áp xe não. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ ít quan tâm đến bệnh này và thường tự chữa ở nhà bằng cách mua thuốc kháng sinh cho bé hoặc chữa theo kinh nghiệm truyền miệng mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Điều này sẽ gây ra những biến chứng cho bé hoặc chữa lâu ngày không khỏi sẽ trở thành mãn tính. Thưa bác sĩ Vũ Toàn Mạnh, như vậy là sau clip vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là phần lớn phụ huynh hiện nay thì không hề quan tâm đến vấn đề về viêm tai giữa cấp và có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Một phần là do phụ huynh nghĩ rằng đây là căn bệnh không hề nguy hiểm. Một phần khác là có thể chưa tìm hiểu về những hậu quả, những biến chứng có thể xảy ra nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là những hậu quả, biến chứng sẽ xảy ra nếu như chúng ta không điều trị kịp thời căn bệnh này? Và vì sao lại có những biến chứng đáng tiếc đến như vậy ạ? Viêm tai giữa cấp nếu như không điều trị kịp thời có thể gây ra viêm xương trũng cấp. Vi khuẩn từ tai giữa có thể xâm nhập vào xương trũng gây ra viêm xương trũng. Từ viêm xương trũng thì vi khuẩn có thể xâm nhập tiếp gây ra tổn thương viêm tĩnh mạch một bên, viêm màng não hoặc áp xe não. Những nguy cơ này có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của trẻ. Nếu như không phát hiện kịp thời thì hậu quả rất là nghiêm trọng, trẻ sẽ có thể phải mổ xương trũng cấp cứu, mổ dẫn lưu gây áp xe trong não. Như vậy là có thể thấy là có rất nhiều những hậu quả khôn lường có thể xảy ra nếu như mà chúng ta xem thường cái vấn đề về viêm tai giữa cấp của trẻ, đúng không ạ? Vậy thì xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân nào dẫn đến cái vấn đề về viêm tai giữa cấp và dựa vào những cái dấu hiệu nào thì chúng ta sẽ phải đi khám để có thể điều trị ạ? Viêm tai giữa cấp thường diễn biến sau viêm VA, viêm mũi họng cấp. Thì những cái dấu hiệu trẻ em thường có chảy mũi, ngạt mũi, ho. Ở trẻ nhỏ thì có thể xuất hiện thêm quấy khóc, bỏ bú. Trẻ lớn hơn có thể biểu hiện đau tai, ù tai, trẻ ngoáy tai, rụi tai. Những trẻ lớn hơn thì sẽ có thể xuất hiện thêm ù tai, nghe kém. Những trường hợp đấy thì ta nên đưa trẻ đi khám để phát hiện xem có viêm tai giữa hay cấp hay không. Thưa bác sĩ, là nói đến viêm tai thì còn có là viêm tai giữa, viêm tai trong và viêm tai ngoài. Vậy thì không biết là những cái biểu hiện nó có khác nhau không? Và khi mà chúng ta có những cái biểu hiện như vậy thì chúng ta sẽ có cái cách nào để phân biệt được là mình đã bị vấn đề về viêm tai giữa, viêm tai trong hay là viêm tai ngoài ạ? Tai thì gồm cấu tạo gồm có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Khi chẩn đoán viêm tai giữa, chúng ta phải xác định xem viêm tai giữa hay là viêm tai ngoài hay viêm tai trong. Nếu như trẻ viêm tai ngoài không thì sẽ thường sẽ không có biểu hiện của mũi họng như chảy mũi, ngạt mũi. Khi trẻ có thể đau vùng ngoài tai, khi ta kéo nhẹ vành tai của trẻ, trẻ có thể gây đau. Còn viêm tai giữa thì sẽ có biểu hiện của viêm mũi họng, chảy mũi, ngạt mũi, ho, sốt, kèm theo dấu hiệu như đau tai, ù tai, nghe kém. Vậy chúng ta cần đi khám nội soi xem màng nhĩ có tổn thương hay không. Chẳng như màng nhĩ sung huyết, màng nhĩ ứ mủ hoặc là màng nhĩ thủng có dịch mủ chảy ra ngoài. Còn viêm tai trong thường là hậu quả của viêm tai giữa mãn tính hoặc viêm tai giữa cấp tính. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là biểu hiện của ba cái vấn đề về viêm tai giữa, viêm tai trong và viêm tai ngoài là khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì xin hỏi bác sĩ, đó là khi mà mắc phải vấn đề về viêm tai này thì chúng ta có thể điều trị tại nhà được hay không ạ? Đa số các bạn nhỏ, khoảng 70% trẻ nhỏ dưới 2 tuổi đều có một lần viêm tai giữa. Những cái trường hợp viêm tai giữa thông thường chúng ta hoàn toàn có thể điều trị tại chỗ ở nhà. Chúng ta có thể dùng kháng sinh, vệ sinh mũi họng, thuốc chống viêm, thuốc nhỏ tai tại chỗ. Thưa bác sĩ, như vậy là trong giai đoạn đầu thì chúng ta có thể điều trị tại nhà được, đúng không ạ? Vậy thì không biết là hiện nay với cái sự phát triển của y học thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào để có thể giúp cho trẻ điều trị vấn đề về viêm tai giữa cấp ạ? Viêm tai giữa cấp đa số thì điều trị tại nhà, dùng kháng sinh chống viêm, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mũi để điều trị. Nhưng một số trường hợp nếu như điều trị tại nhà dùng kháng sinh chống viêm mà không đỡ, tai vẫn còn phồng ứ mủ, chúng ta có thể chích nhĩ hoặc đặt ống thông khí. Chích nhĩ thì trong những trường hợp mà viêm tai giữa dai dẳng điều trị không đáp ứng với kháng sinh, hoặc trong những trường hợp dọa vỡ
nội soi thấy màng nhĩ phồng căng như hình ảnh vú bò sắp vỡ thì chúng ta có thể chích nhĩ chủ động. Khi chích nhĩ chủ động thì mủ sẽ dẫn lưu qua lỗ chích thì trẻ sẽ nhanh khỏi hơn. Về sau thì màng nhĩ sẽ liền tốt hơn, không để lại di chứng gì. Thứ ba là chích nhĩ trong những trường hợp mà viêm tai giữa đe dọa biến chứng như viêm xương trũng cấp, chúng ta có thể chích nhĩ. Đó là phương pháp để chúng ta điều trị dành cho những bạn nhỏ mà mới bị mắc vấn đề về viêm tai giữa cấp. Thế còn nếu như trong trường hợp mà có rất nhiều những em nhỏ mà bị kéo dài cái tình trạng đó rồi và đã có những cái biến chứng sau này rồi thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ? Nếu như trẻ tái này tái lại nhiều lần thì chúng ta có thể dùng điều trị thêm bằng phương pháp đặt ống thông khí. Đặt ống thông khí thì dùng cho những trường hợp mà trẻ bị tái phát đi tái phát lại viêm tai giữa nhiều lần, chẳng như trẻ bị trong vòng 6 tháng sẽ bị mắc 3 lần hoặc 4 lần trong vòng 1 năm, hoặc những trường hợp mà trẻ bị viêm tai giữa nhưng không dùng được kháng sinh, chẳng như dị ứng thuốc kháng sinh thì chúng ta có thể đặt ống thông khí, mục đích là dẫn lưu mủ từ trong tai giữa ra và dùng thuốc nhỏ tái tai tại chỗ để điều trị cái vi khuẩn. Thứ ba là trong những trường hợp mà gây ra những biến chứng như viêm xương trũng cấp thì chúng ta cũng phải đặt ống thông khí để mục đích dẫn lưu mủ và dùng kháng sinh toàn thân được tiêm để điều trị. Vâng ạ, ngoài cái việc là dùng ống dẫn khí ra thì chúng ta có kết hợp với một phương pháp nào nữa không ạ? Ngoài việc tại chỗ là mình đặt ống thông khí này, dùng kháng sinh chống viêm thì chúng ta vẫn phải giải quyết những ổ viêm bên cận, đặc biệt ở trẻ nhỏ là viêm VA thì chúng ta phải nạo VA. Nạo VA thì mũi thông thoáng thì tai sẽ đỡ viêm hơn. Thưa bác sĩ, có thể nói là qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta đã thấy rõ được những hậu quả, những biến chứng rất nặng nề của căn bệnh này nếu như chúng ta không điều trị kịp thời. Vậy thì theo bác sĩ, những bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ sẽ phải làm như thế nào để có thể phòng ngừa được căn bệnh này dành cho trẻ em ạ? Viêm tai giữa ở trẻ em thì rất hay gặp và thường xuất hiện sau những trường hợp viêm mũi họng. Do đó để phòng tránh cái bệnh viêm tai giữa cấp này, chúng ta phải phòng tránh viêm mũi họng. Thứ nhất, chúng ta phải vệ sinh răng miệng. Chịu khó xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng các nước muối sinh lý. Thứ hai là trong những trường hợp viêm tai ngoài, tai có ráy, chúng ta thì không nên vệ sinh. Cơ thể có cơ chế tự đào thải những cái ráy tai ra. Còn nếu như trẻ bị nhiều ráy tai thì chúng ta có thể đến các cơ sở tai mũi họng để chúng ta lấy ráy tai chứ không tự ý vệ sinh tai ở nhà. Khi bị viêm mũi họng, ăn uống, về chế độ ăn uống thì sẽ ăn uống nhiều chất vitamin, hoa quả, ăn rau xanh, trẻ ăn uống đồ dễ tiêu. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Toàn Mạnh với những chia sẻ rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay về những nguyên nhân, những hậu quả cũng như là những biến chứng có thể xảy ra nếu như chúng ta không điều trị căn bệnh về viêm tai giữa cấp và cũng như là cách để chúng ta có thể phòng ngừa được căn bệnh này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần rất đặc biệt, đó chính là phần giải đáp những băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán giả. Đầu tiên sẽ là một vị khán giả đến từ Hải Dương, bạn có nickname là Mẹ Gấu, có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, bé nhà tôi thì được 8 tháng nhưng đã từng bị 2 lần viêm tai giữa. Lần gần đây nhất là vào lúc 6 tháng, bị chảy mủ và cả thủng màng nhĩ nữa. Bé đã khỏi sau 10 ngày điều trị, nhưng mà tôi đang lo lắng là liệu như thế thì có ảnh hưởng gì đến chức năng nghe của con hay không? Và sau này thì có cách nào để có thể điều trị và kiểm tra được? Xin cảm ơn bác sĩ. Bé nhà bạn 8 tháng tuổi mà viêm tai giữa 2 lần là khá nhiều. Tuy nhiên, viêm tai giữa có thủng màng nhĩ, chúng ta đã điều trị khỏi hoàn toàn. Bạn cho trẻ đi khám lại, nếu như màng nhĩ liền bình thường thì sẽ không ảnh hưởng đến sức nghe của trẻ. Tuy nhiên, nếu như bạn vẫn còn lo lắng về tình trạng sức nghe của trẻ, trẻ có bị nghe kém hay không, có ảnh hưởng đến phát triển ngôn ngữ của trẻ hay không, thì bạn có thể cho trẻ đến những trung tâm thính học để đo tai, xem sức nghe của trẻ có ảnh hưởng gì không. Xin được cảm ơn bác sĩ Toàn Mạnh. Bạn khán giả có nickname là Mẹ Gấu thân mến, tôi tin chắc chắn rằng là sau khi lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì bạn đã yên tâm hơn, bởi vì nếu như bạn đã điều trị cho con về vấn đề viêm tai giữa rồi thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn yên tâm con sẽ không bị những biến chứng sau này nữa. Và nếu như mà bạn vẫn còn muốn chắc chắn khẳng định lại một lần nữa thì hãy đến với những trung tâm đo thính học để có thể xác định lại một lần nữa. Và tiếp sau đây sẽ là một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên là Trịnh Thu Trang ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có nội dung như sau. Chào bác sĩ, tuần trước thì bé nhà em bị sốt và bị viêm amidan cấp. Đi khám thì bác sĩ bảo là bé bị cả viêm tai giữa. Và bé điều trị được 4 hôm thì được về nhà. Hiện tại thì bé đã hết ho, không bị chảy nước mũi. Em nhìn vào tai thì không thấy nước hay là dịch gì cả. Em có dùng bông vệ sinh để lau bên ngoài lỗ tai thì thấy có chút dịch màu vàng. Và em đang lo là liệu như thế thì con đã hết bị viêm tai giữa hay chưa? Và nếu chưa thì sẽ phải có những phương pháp điều trị như thế nào? Mong bác sĩ có thể giải đáp giúp cho em. Xin chào bạn Thu Trang. Con nhà bạn bị viêm tai giữa đã đi khám phát hiện. Bây giờ bạn băn khoăn không biết con nhà bạn đã khỏi hay chưa.
bệnh dùng tăm bông vệ sinh tai thì thấy có một ít dịch màu vàng ở tai, ở tăm bông. Thì cái này dịch màu vàng này có thể là do ráy tai hoặc cũng có thể dịch mủ trong tai. Cái này thì bạn nên đưa bé nhà bạn đi soi lại tai mũi họng để xem tai giữa đã hết viêm chưa, tình trạng của màng nhĩ có còn sung huyết, còn phồng hay còn lỗ thủng hay không. Nếu như về tình trạng viêm tai giữa của bé nhà bạn chưa được kiểm soát, tai vẫn còn viêm, màng nhĩ có sung huyết hoặc màng nhĩ phồng có mủ hoặc là có lỗ thủng, có dịch mủ từ đấy chảy ra thì bạn sẽ phải điều trị tiếp theo lộ trình của bác sĩ, có thể dùng tiếp thuốc kháng sinh đấy hoặc là có thể đổi thuốc kháng sinh nếu như thuốc kháng sinh không phù hợp. Xin được cảm ơn bác sĩ. Như vậy là trong trường hợp này thì bạn khán giả vừa rồi nên cho con của mình đi khám lại để có thể xác định rõ tình trạng của con nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của một bạn khán giả Đinh Mạnh Tùng ở Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa vừa được gửi qua thông qua hộp thư điện tử của chương trình nhờ tư vấn như sau. Chào bác sĩ, con tôi trước khỏe mạnh và ít bị các bệnh liên quan đến hô hấp, nhưng mà từ khi được 20 tháng tuổi thì cháu hay bị ốm, bị viêm phế quản và thường xuyên bị viêm tai giữa tái đi tái lại nhiều lần. Và khi đi khám và điều trị thì bác sĩ khuyên là nên đặt ống thông khí. Tôi băn khoăn là không biết đây là biện pháp gì và trẻ bị bệnh ở mức độ nào thì cần phải đặt ống thông khí, có thể để lại di chứng gì không? Trong trường hợp là không phải đặt ống thông khí thì bệnh của con tôi có chữa khỏi hoàn toàn được không ạ? Xin chào bạn. Bé nhà bạn đã bị viêm tai giữa tái đi tái lại nhiều lần. Đi khám bác sĩ cần chỉ định đặt ống thông khí. Thì ống thông khí nằm cái ống bằng silicone có tác dụng để dẫn lưu những cái dịch mủ từ trong tai giữa ra ngoài để cho trẻ nhanh khỏi viêm tai. Ống thông khí được đặt trong những trường hợp thứ nhất là viêm tai giữa tái đi tái lại nhiều lần, trẻ bị 3 lần trong vòng 6 tháng hoặc là 4 lần trong vòng 1 năm. Trong trường hợp thứ hai là những trường hợp mà trẻ bị viêm tai giữa nhưng không dùng được kháng sinh, chẳng hạn như trẻ bị dị ứng thuốc kháng sinh, thì chúng ta phải đặt ống thông khí, mục đích là dẫn lưu những cái mủ ra ngoài và dùng thuốc tại chỗ nhỏ tai để điều trị viêm tai giữa. Và trong những trường hợp mà viêm tai giữa có biến chứng viêm xương trụ cấp thì chúng ta cũng phải đặt ống thông khí để dẫn lưu mủ ra, tránh trường hợp là phải mổ quét cái xương trụ đi. Còn về trường hợp bé nhà bạn có viêm tai giữa tái đi tái lại nhiều lần, nếu như mà bị 3 lần trong vòng 6 tháng hoặc là 4 lần trong vòng 1 năm thì chúng ta có thể đặt ống thông khí. Ống thông khí đặt thì khá đơn giản, chúng ta đặt khoảng 10 đến 15 phút. Khi đặt ống thông khí, thời gian đặt thì chúng ta sẽ đặt khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Thường sau một đợt điều trị thì tai trẻ sẽ khô. Thì sau 6 tháng thì cơ thể có cơ chế là tự đẩy cái ống thông khí đấy ra ngoài. Còn những bạn lo lắng băn khoăn là sau khi mình đặt cái ống thông khí xong thì có để lại di chứng gì cho trẻ hay không? Thì đa số là trên 90% thì cái ống thông khí sẽ đẩy ra ngoài và tai sẽ liền lại bình thường, không ảnh hưởng gì sức nghe của trẻ. Nhưng một số trường hợp thì sau khi ống thông khí rơi ra hoặc là ống thông khí không rơi ra được, chúng ta phải tháo ra thì sẽ để lại cái lỗ thủng ở màng nhĩ. Lỗ thủng màng nhĩ này có thể liền được hoặc là chúng ta theo dõi có thể trong vòng 6 tháng, nếu như không tự liền được thì khi trẻ lớn lên chúng ta có thể vá lỗ thủng này lại. Còn như bạn băn khoăn nếu mà không đặt ống thông khí thì viêm tai giữa của con nhà bạn có khỏi hay không, thì tùy trong những trường hợp, chẳng như con nhà bạn nếu có VA to quá, phát nhiều quá, chúng ta có thể nạo VA. Nạo VA giải quyết cái ổ viêm thì tai của bé nhà bạn cũng có thể khỏi được. Như vậy là trong trường hợp của anh Đinh Mạnh Tùng thì hoàn toàn có thể yên tâm cho con sử dụng phương pháp đó là điều trị bằng ống thông khí, và sau khoảng 6 tháng thì ống thông khí sẽ được đẩy ra ngoài, hoặc nếu không trong trường hợp 2 thì chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp đó là nạo VA. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, và nếu như quý vị là những người quan tâm đến sức khỏe của con thì hãy chú ý đến vấn đề về dinh dưỡng cho con mỗi ngày, và bên cạnh đó thì cũng đừng quên vệ sinh cho con về tai mũi họng. Trong trường hợp con của bạn gặp phải những vấn đề về viêm tai thì hãy đưa con đến các cơ sở y tế để có thể điều trị phù hợp và kịp thời. Và nếu như quý vị là những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe, có bất kỳ những băn khoăn thắc mắc nào hay muốn tìm hiểu về các cơ sở điều trị và uy tín thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua email đang xuất hiện trên màn hình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!